ơi, nghe nói mì trộn muối ớt đang hot nhất cái TikTok này luôn đúng không? Tạm thời thì mình hãy quên đi những cái quán mì trộn ở trên Phú Nhuận đi, mà quay trở về quận 6, khu tôi sống. Có một quán mì trộn rất là ngon nằm ở chợ lớn luôn, đó chính là mì trộn Bãi Sậy. Mình thấy cái quán này cũng được mấy anh chị quay nè, cho nên mình ghé đây mình ăn thử, công nhận nha. Điểm chân ái ở đây đó chính là tấp mỡ trộn muối ớt. Giá một tô ở đây cũng rất là chất lượng mà siêu rẻ luôn, chỉ dao động từ 33k đến 46k một phần thôi. Mà thêm một điểm chân ái ở đây nữa đó chính là được tặng phi nước ngọt. Đi hai người cho nên đã gọi một phần mì trộn trứng lòng đào thập cẩm và mì trộn trứng lòng đào xá xíu. Đi tầm cái giác 4-5 giờ thì cái quán cực kỳ là đông luôn. Mì trộn vừa miệng, không quá cay và không bị quá mặn. Ngoài ra thì cái trứng lòng đào nó béo ngậy luôn. Một điểm cộng mà mình khen ở đây, tuy quán đông nhưng mà rất là sạch sẽ nha mọi người. Mình thích nhất á là ăn nước lèo nó trong như này nè, không có bị đục. Tô thập cẩm của mình á thì sẽ có bò nè, cá viên, trứng và tôm, mực và một viên đậu hũ dùng thịt nữa nha. Nước súp ở đây ngọt thanh luôn và rất là thơm vị dầu mè. Mấy anh chị ở đây cũng rất là nhiệt tình luôn. Mình đến đây xin quay xong rồi xin mấy anh chị là xếp cho mình một cái bàn ở phía trước, mà mấy anh chị cũng vui vẻ lắm nha mọi người ơi. Còn phải gọi thêm một phần tép mỡ ăn cho nó đã miệng nữa. Nói thiệt nha, tép mỡ ở đây á không có bị hôi dầu, rất là giòn và thơm luôn. Thích nhất là cái chén nước súp lúc nào nó cũng được nóng hổi như này. Và chỗ này thì mình cộng thêm một điểm nữa, chủ có hai đứa con nhỏ, xong rồi xin ra chụp hình với mình nữa. Nói này là fan nhí của mình đó mọi người ơi. I love you bạc bạc mãi yêu.